thống kê tương tác group. Thì tại phần này các bạn có thể thống kê các cái lượt đăng, số bài đăng ở trong một group, hay là thống kê các cái tương tác bài viết ở trong group. Dựa vào đó thì các bạn sẽ biết được cái group nào hiệu quả. Tại mục này thì các bạn sẽ nhập ID của group vào để thống kê. Nếu mình muốn thống kê nhiều group cùng một lúc thì các bạn có thể nhập mỗi dòng một ID group để thống kê. Nếu bạn chưa biết cách lấy ID group thì các bạn có thể vào cái tab tìm UID thành viên nhóm và kích vào link này để xem hướng dẫn lấy UID nhóm. Tại đây thì mình đã có một cái danh sách ID group. Giờ mình sẽ thống kê các lượt đăng ở trong các group này. Ví dụ như là mình sẽ thống kê trong group này thì mình sẽ copy cái ID và gắn vào mục này để quét. Đây là cái thời gian mình muốn quét từ ngày bao nhiêu. Chọn 27 thì nó sẽ quét từ ngày 27 đến ngày hiện tại. Sau đó các bạn chọn thống kê lượt đăng thì nó sẽ quét ra cho bạn. Đây là cái cột UID của người đã đăng, tên người đăng, và cái cột email này là cái cột số bài đã đăng của người đó. Thì các bạn có thể lưu tất cả các thông tin này ra bằng cách chọn lưu ra file CSV. Còn nếu mình muốn lưu riêng những cái UID người đã đăng này ra thì các bạn chọn lưu UID tìm được ra file. Thì nó sẽ lưu cho bạn riêng những cái UID người đã đăng ra đây. Nếu các bạn muốn thống kê nhiều nhóm cùng một lúc thì các bạn sẽ nhập mỗi dòng một ID nhóm vào đây. Tại mục này thì các bạn có thể thống kê được các cái tương tác ở trong nhóm. Đây là cái số bài mình muốn quét. Ví dụ như là mình sẽ thống kê các cái tương tác trong hai nhóm này thì các bạn sẽ copy dán vào đây để mỗi dòng một ID. Để là 10 thì nó sẽ quét 10 bài gần đây nhất. Chọn thống kê tương tác. Thì tại đây nó sẽ quét ra cho bạn tất cả các cái thông tin tương tác ở trong group. Đây là cái cột UID, cột tên, cột email là cái số lượt like của người đó, phone là số lượt comment, và custom là số lượt share của người đó. Các bạn có thể lưu tất cả các cái thông tin này ra thì chọn lưu ra file CSV. Còn mình lưu riêng UID thì mình sẽ chọn lưu UID tìm được ra file.